Đấu phá thương cung phần 4 tập 35 chấm dứt. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi đến anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như em xem video này, nếu như mà hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Không ngoài sơ liệu của Thiết Mễ Nhĩ, trên thiết bị quang mang lóe ra sau mấy lần. Trên màn hình, nhân thời hiện ra một số năm thật là to. Lâm Vân vượt qua kiểm tra trắc nghiệm, chúc mừng ngươi. Nhìn dòng chữ màu đỏ hiện ra, Thiết Mễ Nhĩ gật đầu cười rồi nói: kế tiếp 4 phần vượt qua kiểm tra. Một nhị phẩm luyện dược sư bị đẩy tới, rất nhanh chuẩn bị tốt hết thảy. Sau một lát, trên màn hình lóe ra 4 chữ, làm cho hắn cảm thấy may mắn thở ra một hơi, sau đó vỗ lồng ngực đi sang một bên. Kế tiếp 5 phần vượt qua kiểm tra, kế tiếp 3 phần thất bại. Trải qua vài người thành công, rốt cuộc cũng có một nhị phẩm luyện dược sư thất bại. Sắc mặt bỗng suy sụp hắn lùi xuống. Theo thời gian trắc nghiệm trôi qua, Lữ Linh rốt cuộc cũng dưới con mắt mọi người nhìn chăm chú, thong dong đi tới trắc nghiệm, sau đó từ lạp giới lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận bỏ vào trong hố, ngẩng đầu hướng về Thiết Mễ Nhĩ cười rồi nói: văn bối thực lực có hạn, vẹn vẹn chỉ có thể luyện chế 6 lần. Liễu Linh lời kia vừa thốt ra, trong đại sảnh mọi người nhất thời sửng sốt, chợt ồn ào, không chỉ có người phía dưới, chính là ngay cả Thiết Mễ Nhĩ đám người cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái. Có thể đem Thiết Mộc Linh Hiệp luyện chế 5 lần thôi, như vậy ít nhất là phải thực lực là tam phẩm luyện dược sư mới có thể làm được. Cúi đầu thở dài một tiếng, Thiết Mễ Nhĩ đem ánh mắt hướng về chỗ màn hình, nơi đó quang mang lóe xa sau một lát, chậm rãi hiện ra 7 chữ thật lớn. 7 phần chúc mừng người, vượt qua kiểm tra, nhẹ thở một hơi. Thiết Mễ Nhĩ cười rồi nói, Liễu Linh mỉm cười sau đó lắc mình đến một bên. Ánh mắt như là có như không liếc về phía người đứng sau cùng, chính là trên người Tiêu Viêm đang nhắm mắt dưỡng thần. Có Liễu Linh tạo thành tích này, trắc nghiệm phía sau không thể nghi ngờ là cực kỳ bình thản. Nay tụm 5 tụm 3 chỉ là 2-3 lần đè luyện, các bạn khó có thể làm cho Thiết Mễ Nhĩ đám người động tâm. Bình thản thẳng đến tiểu công chúa xuất trận mới bị đánh vỡ, một thiếu nữ độ tuổi nhỏ như vậy, cư nhiên cũng đem Thiết Mộc Linh luyện chế 5 lần. Bất quá có lẽ bởi vì kinh nghiệm duyên cớ mà làm cho điểm số so với Liễu Linh kém lửa phần. Phía sau tiểu công chúa cũng có vài tên tuyển thủ hạt giống thực lực khá mạnh đạt tới 6 phần điểm số. Có điều so với Liễu Linh vẫn như cũ kém một điểm. Theo loại tình huống này xem ra, lần này thành tích tốt nhất giống như là không phải Liễu Linh là không được. Theo trắc nghiệm trôi qua, vị trí đại sảnh trung ương từ từ vắng vẻ trở lại. Sau một lát, rốt cuộc thì đến Tiêu Viêm, một người đơn bạc đứng ở trong đó. Nham Kiêu, tới phiên ngươi. Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt giống như là đang ngủ, Thiết Mễ Nhĩ bất đắc dĩ mở miệng thúc giục nói. Nghe được thanh âm thúc giục, Tiêu Viêm chậm rãi mở con mắt, biếng nhác nhìn phía trên quét một vòng, cuối cùng dừng lại tại lời Liễu Linh đang cười dài nhìn hắn. Cũng thản nhiên lờ nụ cười kỳ quái, sau đó nhìn về phía Áo Thác đang lộ vẻ khẩn trương, thể hiện cặp mắt an ủi. Sải bước đi lên vài phần thang lầu, Tiêu Viêm đứng ở chỗ thiết bị trắc nghiệm, từ lạp giới lấy ra một bình ngọc đựng Thiết Mộc Linh Hiệp vừa mới luyện chế. Tiếp theo từ trong bình lấy ra một chút bột phấn, sau đó trong ánh mắt vô thần nhìn đám người Thiết Mễ Nhĩ, tùy ý bỏ vào trong hố lõm trên thiết bị. Tiểu tử kia, ngươi đã luyện mấy lần? Tiêu Viêm cúi đầu, tựa hồ là không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Thiết Mễ Nhĩ chủ động dò hỏi. Mấy lần? Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Viêm chần chừ một lát, có vẻ rất không xác định rồi nói, hình như là 8 lần. Yên tĩnh, đại sảnh ở một khắc này biểu thành yên tĩnh giống như là đã chết. Hừ, tên ngu xuẩn, thật đúng là lời nói như thế có thể tùy tiện nói hay sao? Đồng dạng là bị lời nói vừa thốt ra của Tiêu Viêm làm nghẹn một lần, tiểu công chúa rốt cuộc không nhịn được lên tiếng cười lạnh nói, là cũng không tin tưởng một nhị phẩm luyện dược sư cư nhiên có khả năng lực đem đến Thiết Mộc Linh để luyện ra đến 8 lần. Xong, về mặt đang cười lạnh của tiểu công chúa còn chưa hoàn toàn rút đi, tại một khắc chưa trở lên cứng ngắc, bởi vì trên màn hình trắc nghiệm một chữ đỏ đậm cực lớn cửu chậm rãi hiện ra. 9 phần. Nhìn chữ to đỏ đậm màu, giờ phút này Mỹ Đặc Nhĩ đột nhiên cảm thấy trái tim của mình vào lúc này có rút kịch liệt. Yên tĩnh như chết, vốn đã sảnh láo nhiệt, trong khoảnh khắc lạnh ngắt như tờ, màu đỏ quang mang lóe ra trên màn hình trắc nghiệm, chiếu xạ trên khuôn mặt của mọi người, làm ra tình trạng ngốc trệ có chút tức cười. Trời mắt há hốc mồm nhìn dòng chữ đỏ lè trên màn hình. Áo Thác vốn lúc trước bởi vì biểu hiện của Tiêu Viêm mà có chút bất đắc dĩ trong lòng, giờ phút này giống như là bị phiêu sang đại hải. Đem Thiết Mộc Linh Hiệp để luyện 8 lần, loại năng lượng này giống như cũng chỉ có một số vừa tiến vào tứ phẩm luyện dược sư so sánh. Phải biết rằng, lấy Áo Thác hiện tại đối với năng lực khống chế hỏa diễm, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có thể để luyện 9 lần mà thôi. Mà Tiêu Viêm tại độ tuổi như thế, cư nhiên đạt tới trình độ này, như vậy tu luyện thiên phú, sợ rằng chỉ có hai chữ có thể hình dung, yêu quái. Áo Thác chưa bao giờ đánh giá Tiêu Viêm đối với luyện đan thiên phú thấp, nhưng mà hôm nay Tiêu Viêm biểu hiện ra lại vẫn như cũ làm cho hắn hiểu được. Hắn với Tiêu Viêm đánh giá vẫn là còn quá thấp.
Trong lòng thì thào một tiếng, Áo Thác nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người thanh niên trước mặt, cười khổ lắc đầu. Người này hẳn là đã sớm khảo hạch tam phẩm luyện dược sư năng lực mới đúng chứ. Ây, ẩn giấu đủ thân, làm hại một ông già như ta run như là cầy sấy như thế này. Trong đại sảnh, bầu không khí yên tĩnh rằng co hồi lâu sau. Rốt cuộc thì từ từ thư hoãn lại, từng đạo ánh mắt ẩn hoàn kính sợ, tò mò, ghen ghét vân vân đủ loại, không ngừng hướng về phía bóng lưng đơn bạc vọt tới. Hiện tại, rốt cuộc thì không có bất luận kẻ nào dám lộ ra ánh mắt lúc trước khi Tiêu Viêm tiến vào. Tiểu công chúa hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, rung động cho đôi mắt chậm rãi rút đi. Ánh mắt quét về phía Tiêu Viêm, nhớ tới thái độ lúc trước, trong con người hiện lên chút bất đắc dĩ cùng mấy căm giận. Người này cố ý ẩn giấu thực lực làm cho người ta xem thường, có bệnh thích chịu ngược đãi. Đương nhiên, lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm thể hiện ra, tiểu công chúa những lời này tự nhiên là chỉ có thể nói trong lòng một chút. Nàng cũng minh bạch thái độ lúc trước của chính mình, khẳng định cũng làm cho Tiêu Viêm trong lòng đối với nàng có vài phần ý ghét, cho nên nàng cũng chưa lựa chọn lập tức tiến lên nói lời xin lỗi. Mặc dù có lẽ Tiêu Viêm là một người tuyển thủ hạt giống ẩn giấu thực lực, bất quá điều này cũng không thể làm cho nàng thân là hoàng thất tiểu công chúa ăn nói khép nép muốn cùng hắn xào kết. Có điều nói thật ra, cùng với một người yếu tố như thế không thể chỉ giao, điều này cũng làm cho tiểu công chúa trong lòng có chút hậm hực. Tai tiểu công chúa lén lút nói thầm. Một bên Liễu Linh, khuôn mặt anh Tuấn cũng trở lên có chút âm tình bất định, con mắt cắt gao nhìn chằm chằm điểm số màu đỏ lóe xa. Nhìn bộ dáng của hắn, giống như là rất hoài nghi tính chân thật của thiết bị trắc nghiệm. 9 phần trời ạ, đây chính là so với hắn cao hơn 2 phần. Cái này đối với tính tình cực kỳ cao ngạo của Liễu Linh, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Trong đại sảnh mọi người, dưới thành tích chấp nhiếp này, vẻ mặt khác nhau có chút đặc sắc. Ho nhẹ một tiếng, Thiết Mễ Nhi đem mọi người đang thử ra bừng tỉnh lại. Ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên dung mạo tầm thường trước mặt, thật lâu sau khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Ây, xem ra ta thật sự đã già, cư nhiên thiếu chút nữa. Nhưng mà nhằm kiêu tiểu huynh đệ thật đúng là ẩn giấu đủ thâm. Lấy năng lực của ngươi như vậy, cái nhị phẩm luyện dược sư huy chương trước ngực ngươi, thật là có chút không xứng với thân phận của ngươi. Trải qua thành tích kinh khủng như vậy, cách nói chuyện của Thiết Mễ Nhi với hắn cũng không tự giác đã bắt đầu có chút biến hóa. Mà kệ Tiêu Viêm thực lực xác thực là như thế nào, chỉ với đề luyện tài liệu như vậy, hắn không phải luyện dược sư bình thường có thể làm ra. Càng huống chi, Tiêu Viêm hiện tại tuổi tác cùng với tiềm lực mới là nguyên nhân làm cho Thiết Mễ Nhi chính thức công nhận. Chỉ mới 20 tuổi mà đã có thể làm cho Thiết Mộc Linh Hiệp đề luyện 8 lần. Cái này xem như năm đó, cho dù là cổ hà, chỉ sợ cũng khó có khả năng làm được. Mà trọng yếu nhất có thể dạy ra đệ tử kiệt xuất như thế. Như vậy, sư phụ sau lưng hắn sẽ là loại thực lực gì? Cảm ứng tinh tường được trong giọng nói của đối phương thái độ mơ hồ là chuyển biến, Tiêu Viêm thật ra bình tĩnh cười. Phó hội trưởng đại nhân nói đùa, ta cũng chỉ là một khống hỏa này có điểm am hiểu mà thôi, nhưng cái khác không dám nhắc tới. Trải qua lần này chấp nhiếp trách nhiệm toàn trường, Thiết Mễ Nhi đám người tự nhiên là sẽ không còn tin tưởng những lời như thế của Tiêu Viêm. Phụ họa cười cười, tưởng rằng hắn còn muốn tiếp tục ẩn giấu thực lực, quay đầu đi. Thiết Mễ Nhi vỗ bả vai Áo Thác đang từ trong sự rung động hồi phục lại, cười rồi nói: "Lão Áo, ánh mắt thật không tồi." Mặc dù chung quanh ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các lão giả hướng tới làm cho Áo Thác phấn khích, bất quá hắn vẫn ra vẻ cười khổ lắc đầu thở dài rồi nói: "Việc này cũng rất ngoài dự tính của ta, không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian một năm mà thôi. Tiểu gia hỏa này đó là để thăng tới tình hình như vậy. Lúc đầu hắn tại công hội ta khảo hạch là nhị phẩm luyện dược sư, so với khoảng cách hiện tại còn kém xa, tốc độ tiến bộ này thực sự làm cho người ta thật là tặc lưỡi." Vuốt ve chòm râu hoa dâm, Áo Thác nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, cũng không tái tiếp tục dây dưa, nhắc nhở nói: "Quên đi, bất kể thế nào, trước công bố kết quả trắc nghiệm đi." "Này còn công bố cái gì, nhằm kiêu thành tích tự nhiên là tốt nhất, Liễu Linh tiếp theo, Nguyệt Nhi sắp xếp sau. Từ bỏ những người trước cùng với không có đạt tới yêu cầu, mọi người khác không sai biệt cho lắm đều xem như là thông qua." Thiết Mễ Nhi cười cười, chợt xoay người lại, hướng về đám người Tiêu Viêm, nghiêng mặt rồi nói: "Trước tiên chúc mừng các ngươi thông qua kiểm tra bên trong nội bộ công hội. Ngày mai là luyện dược sư đại hội bắt đầu. Các ngươi hẳn là Liên Minh Bạch, loại đại hội này trừ 4 đế quốc luyện dược sư ngoài ra còn có một ít các ưu tú luyện dược sư có thực lực của các đế quốc khác cũng sẽ tham gia. Đồng dạng không thể khinh thường, các ngươi cần phải tận dụng năng lực lớn nhất, trấn áp bọn họ. Nói cách khác, nếu là đại hội của đế quốc chúng ta, đừng để bị ngoại quốc luyện dược sư lấy được quán quân, như vậy quả thực là có chút mất mặt." "Vâng." Chụp vào đầu họ cái ý nghĩ vì nước làm vẻ vang, nhất thời làm cho những thanh niên vừa mới bước chân ra đời có chút nhiệt huyết, hưng phấn ứng tiếng quát, trình tề vang vọng trong đại sảnh. Hai tay uể oải chọc vào trong tay áo, Tiêu Viêm thản nhiên nhìn liếc mắt nhìn chung quanh những thanh niên, tâm tình tăng vọt. Trong những người này, trừ bỏ bao gồm Liễu Linh số ít, mấy người còn lại đều là khuôn mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động đỏ lên. Khóe mắt nghiêng liếc Liễu Linh, khuôn mặt hơi có chút âm trầm. Tiêu Viêm khóe miệng cũng khẽ nhếch, hiển nhiên
Gia hỏa này từ trắc nghiệm bị đánh bại vẫn canh cánh trong lòng. Ngón tay Thùy ở trong tay áo lúc này khẽ bắn ra. Thiệt Mê Nhi lần này diễn thuyết tình cảm mãnh liệt, đối với Tiêu Viêm là không có chút tác dụng nào. Mặc dù hắn hiện giờ tuổi tác vẫn còn trẻ, nhưng vào thời điểm này, giống như tại Tiêu Viêm trên người rất khó tìm kiếm ra. Nếu không phải bởi vì quán quân khen thưởng của đại hội có vài phần hứng phấn, sợ rằng lần này Tiêu Viêm cũng sẽ không tới tham gia đại hội. Chuyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên click vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hạ thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chương trình Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 35 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh NTG Reaction. Cuối cùng thì mình NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.